chào bạn, hôm nay nhân vào ngày thứ hai đầy mưa gió thì mình sẽ làm review với em hàng mới về là CDG100D của Infecon. Dòng này rất là nổi tiếng cho nhiều ứng dụng liên quan đến mảng chân không thô mà cần chính xác rất cao. Chúng ta sẽ đập hộp với nó. Xuất xứ là Liechtenstein, Bowser, quê hương của Vacuum Gate. Xem có gì. Đầu tiên đập mắt chúng ta là cái báo cáo test kiểm tra hiệu chuẩn của hãng. Đối với những dòng đồ đo chính xác cao này thì sẽ luôn kèm cái báo cáo này. Đó. Đây. Thực tế em nó đóng gói rất kỹ càng, bao bì thiết kế chắc chắn và được hút chân không luôn để đảm bảo cho những ứng dụng mà cần vòng tròn độ kín, vòng sạch cao. Đấy. Rất chắc chắn. Mình phải lấy ra xem. Hàng này mình ra xem khỏi thì không cần tắm tẹm luôn. Rất to. Cầm rất là tay to cầm vừa. Đó, vừa nhìn là mình thích rồi. Tổng số xong số cơ bản nó model đó, mã hàng serial number rồi. Đây, mặt trên nó set point 1, set point 2, status đó, zero. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.